Sáng ngày 12 tháng 5, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế cho biết, đang tổ chức mời đại diện Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế họp để lấy ý kiến nhằm tìm hướng khắc phục tình trạng đá lát mặt đường ở tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng bị bong rợp khỏi lớp bê tông nền đường. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế làm chủ đầu tư với tổng số vốn 97 tỷ đồng, độ dài phố đi bộ là 850 m. Công trình khởi công tháng 9 năm 2022 do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ Thương mại 68, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thành Ngân thi công. Ngày 26 tháng 3, phố đi bộ chính thức khai trương, tạo điểm đến mới giúp khai thác tiềm năng, thế mạnh giá trị văn hóa, ẩm thực Huế, thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, vừa khai trương khoảng hơn một tháng, đã xảy ra hiện tượng đá lát mặt đường. Một số nơi bị bong rợp khỏi lớp bê tông nền. Người dân sinh sống, kinh doanh hai bên tuyến phố đi bộ lo ngại về chất lượng thi công công trình. Tình trạng đá lát mặt đường bị bong rợp cũng khiến phần đường hai bên tiêm đường trở nên vênh nhau, bên cao bên thấp. Theo nhận định của một số kỹ sư xây dựng tại Huế, đá lát mặt đường ở phố đi bộ Hai Bà Trưng bị bong rợp có thể do nền bê tông bị võng dẫn đến lớp đá lát bị bong. Còn theo đại diện chủ đầu tư thì tình trạng đá lát bị bong rợp chỉ mới xảy ra trên diện tích nhỏ và nguyên nhân là do thời gian vừa qua trời quá nắng khiến đá lát bị bong do nhiệt.